Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Thì mấy bên em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều. Thời gian qua cô bác chị em luôn theo dõi kênh từ máy của em và luôn theo dõi những cái video động cơ em đăng lên nha. Thì hôm nay em có về được một động cơ Isuzu của anh chị em. Isuzu này là E4DD 2.835. Số máy của em nó trong đây. Một một sáu tám sáu một một sáu hai sáu. Động cơ Suzuki này nó tầm 95 ly quá chị em. Em tua mát em này 3.000. Nó tầm khoảng 80 ngựa. Động cơ này có hai bơm luôn á cho em nha. Bơm trước và bơm sau. Cô bác anh chị em nào mua mà bỏ hai cái bơm lại thì em sẽ bớt tiền lại nha. Em này bác kim luôn quá chị em. Bác kim. Được nhớt này nó bị mớp thôi nhưng mà nó không có xì quá chị em. Được nhớt zin. Động cơ này nó nằm vô cái hệ khá quá chị em. Chứ nó không phải là dạng là VIP nha. VIP thì nó sẽ khác hơn. Này là khá máy quá chị em nha. Cơ này nó tầm 90%. Có dầu rồi thì nó không có còn vàng như là mấy cái động cơ hôm rồi em quay, cho nên giá nó sẽ thấp hơn tí xíu. 2.8 này sở hữu cái cánh quạt 8 cánh lưỡi búa rất là gió mạnh nè. Với lại cái động cơ này nó xài bát kim cho nên nó không có nóng máy quá chị em. Em quay hết từ gốc của anh chị em, từ trái sang phải, hai bên phía bên ngoài nha. Cô bác anh chị em có thể tham khảo dễ hơn. Đề Denso quá anh chị em, đề một bình. Cơ này chụp vô nó coi bộ lửa nó không có sơn, màu gan bình thường. Bên trong lớp B còn vàng ngính luôn. Để máy kìa đây. Cái này máy em bao hơi quá chưa nha. Trên. Cơ này em thử có đổ nước vô mấy chị em khi mình lên ga cao á,
nước nó bơm bên đây dâng ra. Có nhiều anh em thấy chạy máy đó, tưởng nó không đổ nhớ đổ nước á, không có nha. Máy mình rất là kỹ lưỡng nha. Để máy mình phải bơm nước nôi rồi phải đầy đủ hết cho nó êm, tại vì cô bác chị em xài cho nó bền, chứ không phải là mình bán cho cô bác chị em mà mình muốn làm sao làm, hiểu không em? Máy này rất là đẹp quá em nha. Máy này khá máy lắm, chất lượng là 90%. Động cơ này giá em này 50 mấy triệu quá nha. Giá em này 5 mấy triệu. Thì cô bác anh chị em có nhu cầu mua thì ủng hộ cho em. Thì em cũng cảm ơn cô bác anh chị em đã nhín thời gian theo dõi cái video này và những cái video em đăng thời gian qua. Thì cũng rất cảm ơn những góp ý của anh chị em đã góp ý thời gian qua, em rất là cảm ơn. Và sẽ khắc phục những cái gì bên phía bên mình chưa có hài lòng lắm, chưa hài lòng của anh chị em. Thì hướng sắp tới đây sẽ cố gắng để những cái gì mình làm chưa hài lòng đó, mình sẽ khắc phục lại để cho hài lòng của anh chị em ở gần xa. Thì nếu mà các bác anh chị em thấy kênh bên em bán máy chất lượng thì các bác anh chị em bấm đăng ký vô giúp giùm em, để khi nào em có những cái máy đăng lên các bác anh chị em kịp thời theo dõi xem cho vui, hoặc là xem để mình mua, hoặc là giới thiệu cho người thân. Em rất là mang ơn các bác anh chị em nha. Một lần nữa em xin kính chúc các bác anh chị em được sức khỏe, thành công nha, được mùa được bội thu. Các anh em mua bán trên kênh YouTube hoặc mua bán cửa hàng thì mua nhanh bán nhanh. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.